Chào đẹp, tân ả, xin chào tất cả các bạn. Rất vui vì được gặp lại các bạn trong chương trình Mỗi Ngày Một Nhà Đẹp của công ty kiến trúc Tân Á. Thì cứ đến hẹn này lên. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một video chia sẻ các cái mẫu sản phẩm mới, mẫu thiết kế mới. Đó là ngôi nhà của chị Lý ở Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Là một ngôi nhà 2 tầng phong cách hiện đại. Thì trước khi vào giới thiệu, tôi nói qua về kênh YouTube của chúng tôi, thì các bạn hãy vào YouTube và gõ nhà đẹp Tân Á thì sẽ ra cho các bạn rất là nhiều những cái video chia sẻ các cái mẫu nhà mới, mẫu nhà phố, mẫu nhà cấp 4, mẫu nhà 2 tầng hiện đại, mẫu nhà cổ điển, mỗi nhà tân cổ điển, mỗi biệt thự vườn. Và những cái video mà chúng tôi chia sẻ các cái nhà mà chúng tôi thi công trọn gói. Thì ngoài những cái video chia sẻ các cái mẫu nhà mới thì chúng tôi còn có các cái video chia sẻ các cái quá trình giám sát trực tiếp những cái kết cấu chính quan trọng của ngôi nhà. Không những giám sát trực tiếp mà chúng tôi còn giám sát qua Facebook, qua Zalo để giúp cho chủ nhà hoàn thành ngôi nhà và đưa vào sử dụng. Thì các bạn hãy lên YouTube và theo dõi những cái mẫu video mà chúng tôi đưa lên đây. Rất là nhiều những cái mẫu video, những cái sản phẩm mới mà chúng tôi đã thiết kế cho khách hàng. Những cái ngôi nhà rất là sang trọng, phù hợp với hiện nay và những cái công năng rất là đầy đủ với những cái thiết kế rất là hài hòa và được chủ nhà rất là yêu thích và đã lựa chọn để xây dựng một ngôi nhà cho mình. Thì các bạn hãy lên YouTube và theo dõi kênh của chúng tôi để tham khảo và lựa chọn cho mình một ngôi nhà thật phù hợp, mới một ngôi nhà mang một phong cách hiện đại và rất là hợp với thời đại hiện nay. Thì các bạn hãy lên YouTube và bấm chuông thông báo đăng ký kênh để theo dõi kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ một cái video nào nhé các bạn. Để trở lại với ngôi nhà hôm nay là ngôi nhà của chị Lý ở xã Cương Gián ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là hệ mái phía trên, chúng tôi thiết kế là ngói màu đen xám và các cái hệ ốp nóc và có các cái kim thu sét tạo cái độ chắc chắn cho ngôi nhà. Thì ban công tầng 2 có một cái hệ lam bằng sắt hộp và được sơn tĩnh điện màu màu ghi, phía trong sơn màu giả gỗ để cho chủ nhà treo các cái loại hoa mà mình yêu thích. Đây là sảnh tầng 1 và có một cái hệ mái chạy phía trước và hệ thống lan can chúng tôi thiết kế là xây tường có các cái ô thoáng và được ốp gạch thẻ màu ghi xám. Cửa chính của ngôi nhà là cửa gỗ lim Nam Phi, hai bên là pano kính và phía trên cũng pano kính, cửa gỗ nguyên tấm rất là đẹp và sang trọng. Cửa sổ thì chúng tôi thiết kế là bằng cửa nhôm si pha, lấy sáng rất là tốt và tạo cái độ sang trọng cho ngôi nhà. Đây là hệ thống cổng và hàng rào. Chúng tôi thiết kế là các cái hệ sắt hộp bằng sốm nhôm si pha, sơn tĩnh điện màu nâu, rất là thông thoáng và nhìn rất là sang trọng. Có mảng tường có sơn màu trắng và có các cái gờ âm
ốp các cái gạch già đá trụ và mái hàng rào chúng tôi thiết kế có các cái chỉ âm rất là hài hòa. Đây là mặt bên của ngôi nhà, chúng tôi thiết kế sơn màu trắng, có các cái ô thoáng phía sau chỗ sân phơi. Vì nhà này là nhà cũng gần như là nhà phụ sát nhau nên cái hè mái cũng không thể bay ra được được nhiều nên phải làm sạt. Đây này mà phía trên thì ngôi nhà này chúng tôi thiết kế là 3 bậc, mặt bậc là đá màu xám và cổ bậc là màu trắng. Xung quanh chúng tôi thiết kế các cái bồn hoa để cho chủ nhà trồng các cái loài cây để tạo một cái không gian xanh cho ngôi nhà. Thì ở ban công tầng 2 chúng ta có thể ngồi uống nước rất là mát mẻ. Và chúng ta hãy xem mặt bằng công năng của ngôi nhà. Ngôi nhà này có chiều dài là 12,1 m và chiều rộng là 7,5 m. Đi vào là sảnh chính và phòng khách. Phòng khách rộng 24,3 m², vị trí đặt tivi và vị trí đặt bàn ghế phòng khách và được ngăn cách bởi bếp một cái hè lam bằng gỗ. Vị trí đặt bàn ăn, vị trí bếp ăn thì rộng 22,5 m², vị trí đặt tủ lạnh, vị trí đặt chậu rửa như vị trí đặt bếp ga. Tầng 1 chúng tôi thiết kế là 2 phòng ngủ. Phòng ngủ thứ nhất là 9,4 m², vị trí đặt tivi, vị trí đặt giường, vị trí đặt các cái bóng ngủ và đây là tủ quần áo. Đây là hệ thống cầu thang. Phòng ngủ thứ hai rộng 12 m², vị trí đặt tủ quần áo, vị trí đặt giường, vị trí đặt tivi. Và phía cuối là hệ thống vệ sinh rộng 4,4 m², vị trí đặt lavabo, vị trí đặt bếp. Và đây có một cánh cửa phụ đi ra phía sau. Mảng tường chúng tôi thiết kế xây tường 22 để tạo cái độ chống nóng chống ôn cho ngôi nhà và chắc chắn làm cho ngôi nhà chắc chắn hơn. Các cái tường vách phía trong chúng tôi thiết kế xây tường 10 để tạo cho cái không gian trong phòng là rộng thêm. Chúng ta hãy lên xem mặt bằng công năng tầng 2. Bước lên cầu thang là hệ thống phòng thờ rộng 7,3 m² và có một cái hè lam ngăn cách rất là kín đáo. Và đây là cạnh hai cạnh cạnh cái cửa đi, hai cạnh đi ra ban công phía trước. Đây là cái hè mái phía trước và hành lang đi vào phòng ngủ thứ ba của ngôi nhà rộng 12 m², vị trí đặt giường, vị trí đặt tủ quần áo, vị trí đặt tivi. Phòng ngủ thứ tư rộng 9,8 m², vị trí đặt giường, vị trí đặt tủ quần áo và vị trí đặt cái bàn làm việc cho chủ nhà. Đi vào là một hệ thống sân phơi rộng 8,5 m², vị trí đặt máy giặt và đối diện là một cái hệ thống vệ sinh rộng 4,4 m², vị trí đặt lavabo, vị trí đặt bếp. Cái mà đây là hệ thống song sắt để tạo cái thoáng và để tạo cái thoáng ở nơi sân phơi. Và các cái tường xung quanh của ngôi nhà chúng tôi cũng thiết kế xây tường 22 để tạo cho cái độ chống nóng cũng như là chống ôn cho ngôi nhà. Ngôi nhà rất là chắc chắn
và các cái công năng rất là đầy đủ. Thì ngôi nhà của chị Lý này là cũng được rất là nhiều chủ đầu tư lựa chọn vì rất phù hợp với cái khu đất của mình. Về sảnh chính chúng tôi thiết kế hai cột lớn có các cái chỉ âm bốn mặt và có các cái hệ bóng trang trí hai đầu cột, mảng tường có các cái chỉ âm cắt vào rất là nhìn mịn màng và tạo cho cái tường không bị thô. Phía chân dưới cửa sổ chúng tôi ốp các cái gạch thẻ, về chân mỏng chúng tôi ốp cái hệ gạch thẻ màu đen xám rất là sạch sẽ và sang trọng, có các cái bóng sạch tân. Thì ngôi nhà của chị Lý này là một trong những ngôi nhà cũng được rất là nhiều chủ nhà chọn vì rất là phù hợp với khu đất của mình mà chúng tôi đã khảo sát và thiết kế cho gia đình chị. Là một trong những ngôi nhà cũng rất là hiện đại mới mẻ với một cái công năng đầy đủ, cũng là ngôi nhà sang trọng. Thì các bạn hãy lên YouTube và theo dõi video này nếu cảm thấy phù hợp với khu đất của mình và một cái phong cách thiết kế mới hiện đại. Ngôi nhà này phù hợp thì các bạn hãy tham khảo và lựa chọn để xây dựng cho mình một ngôi nhà. Thì các bạn hãy lên YouTube và theo dõi kênh của chúng tôi để tham khảo những cái mẫu nhà mới mà chúng tôi thiết kế cho khách hàng và đưa lên đây để cho các bạn tham khảo rất là nhiều những cái mẫu nhà. Thì rất vui vì các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh của chúng tôi. Thì hẹn gặp lại các bạn sau những cái video chia sẻ các cái mẫu nhà mới mà chúng tôi hàng ngày đưa lên đây để cho các bạn tham khảo để có một cái lựa chọn cho mình thật phù hợp để xây dựng cho mình một ngôi nhà đẹp, sang trọng, hiện đại, hợp với thời đại hiện nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn sau những cái video chia sẻ các cái mẫu nhà mới lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.